Thầy Trung chào tất cả mọi người. Hôm nay thầy Trung sẽ làm tiếp xem hạn cho cái tuổi tuổi Sửu trong tháng 6 âm lịch. Tháng 6 là tháng Tân Mùi ha, tháng Tân Mùi. Tháng Tân Mùi. Thì cũng xem ráng làm cho nó lẹ ha. Làm mà từng mỗi mà cái clip mà nó từng tuổi đó thì nó tới là 12 clip ha. Như tuy như vậy thì chúng ta dễ xem á, chúng ta dễ xem, chúng ta dễ dễ, dễ nhớ hơn. Còn kia thì đôi lúc kia gom lại nhiều quá thì nó hơi lộn xộn ha. Rồi xem nhiều người xem nói là coi chưa hết video rồi cái nói là cái tuổi đó thì chưa xem ha. Giờ thầy xem nó là cái tuổi Sửu thôi, tuổi Sửu. Thì hôm nay Sửu thì để xem về cái cũng năm cái tuổi Sửu ha, lúc nào cũng năm tuổi Sửu á, tại vì năm cái tuổi Sửu là cái kim mộc thủy hỏa thổ ha. Tuổi Sửu á thì nó giống với nhau là tuổi Sửu, nhưng mà Sửu thì nó có kim mộc thủy hỏa thổ ha, người mệnh kim, người mệnh mộc, người mệnh thủy, người mệnh thổ. Rồi thì nói về cái tuổi Sửu thì lúc nào á thì Sửu thì thầy nói về cái thứ tự ha, thì Ất Sửu nó trước ha. À, xem tôi Ất Sửu trước. Thì Ất Sửu là thì đương nhiên là mạng là kim ha, nhưng mà tới qua cái tháng tháng Mùi ha. Đó, ta nói là thìn tức Sửu Mùi. Đó. Thì Sửu với Mùi thì nó cũng là tương xung ha. Thì hạn nó xung thì nó cũng xấu đó ha, nó xung thì nó cũng xấu đó. Nhưng mà được có một cái á, cái tháng Tân Mùi á, thì nó thuộc về á, là nó là lộ bằng thổ á, nó thổ, tháng thổ thì đương nhiên mình kim thì thổ sinh kim nó tốt ha. Đó, tuy nhiên mà thường thường á, mà Sửu mà nó thìn nó xung vậy á thì tháng đó tuy mình có tài ha, nhưng mình gặp hai cái chuyện bực bội đó, bực bội mình phải cẩn thận ha, mình làm việc gì mình phải nhẫn nại, làm ăn gì cũng phải, thí dụ làm ăn thì chúng ta phải biết ở cái tháng nó không được tốt thì chúng ta cũng phải ráng mà chiều khách, hay là chúng ta cũng phải khôn khéo, chúng ta phải nhẫn nại để chúng ta qua. Chúng ta nhiều người đôi lúc khi làm ăn có cái tánh tự ái, tánh bất cần là điều không cần thiết ha. Đó, thầy nói dịch chỉ cái tuổi Ất Sửu ha. Rồi thì cái đó là cái tuổi Ất Sửu ha. Thì cái về cái ngũ hành á thì mình nó là tương đối thì nói chung là nó cũng ổn ha. Nó cũng ổn thì không sao, nhưng mà thì cái tháng mà thầy nói rồi, cái tháng mà nó bị xung như vậy á là nó cũng xấu. Nhưng mà tuổi Sửu á thì nó hợp với tuổi Tý ha. Nhưng mà tháng này á thì tuổi Sửu thầy nói rồi á. Tuổi Sửu, tuổi Tý, tuổi Mùi thì ba cái tuổi này thì cũng không nên gọi là kết hợp làm ăn với nhau trong cái tháng 6 nha. Tý Sửu, Tý Sửu với tuổi Mùi ha, ba cái tuổi đó là không nên. Thì nó vô thì nói là Tý Sửu nó dị hợp ha, của anh Mùi nó nhảy vô ảnh xung với lại tuổi Mùi thì nó xung với Sửu ha, thì nó hại Tý ha. Thì đương nhiên cái tuổi Tý đó, mà giờ mình gặp cái tuổi Sửu thì tốt rồi, mà gặp cái tuổi Mùi nữa thì chúng ta tránh ha. Nó sẽ xung á, hay nó xung thì đương nhiên thì sao, nó xấu ha, xấu. Rồi đó thầy nói về những cái tuổi đó trong cái tháng đó thì không không nên kết hợp với nhau trong cái tháng tháng 6 ha. Thì tháng này là cái tháng Tân ha. Đó, thì Tân thì nó lại là nó phá Ất nữa ha. Phá Ất thì trong cái tháng này tuổi Sửu thì thầy nói là xấu hai mà tốt một ha, xấu tới hai mà nó tốt một thôi đó. Thì cái tháng này thì trong cái tháng 6 thì làm ăn nó cũng hơi khó khăn hơn những cái tháng khác nha. Rồi đó thầy nói về cái tuổi Ất Sửu đó.
ất sủ không đẹp nha, nó chỉ là được tốt một thôi à, tại vì có thổ sinh kim nó còn đỡ được. Về can chi á, đó, nó can á thì nó bị phá mà chi thì bị sung nữa. Đó là đương nhiên là xấu hai mà tốt một thôi. Thì cái tuổi sửu này trong cái tháng 6 mọi việc hành động việc gì cũng phải cẩn thận ha, dù là một cái việc nhỏ. Rồi thì qua cái tuổi đinh sửu ha, đinh sửu thì tuổi đinh sửu á, thì thủy ha, giãn hà thủy ha, thủy mà thủy thổ thì đương nhiên là thủy thổ thì nó khắc sức được ha, khắc sức, nó khắc sức mà khắc sức ra thì nó đỡ hơn, nó đỡ hơn. Mà chữ tân nó là kim chứ đinh mình nó quả nên nó cũng đốt được cái đó được. Thì trong cái tuổi sửu thì đương nhiên ha, thì nói chung là nó ổn hơn, nó tốt hơn tuổi ất sửu nha. Rồi chúc mừng cái tuổi đinh sửu, xấu nhẹ xấu ít à, nó chỉ là xung vấn đề về hàng hàng chi thôi á, sửu mùi á, sửu mùi thì nó xung trong tháng 6. Thì trong cái tuổi đinh sửu này trong cái tháng 6 này nó chỉ là tốt được gọi là 60% ha, 60%. Rồi thì qua cái tuổi đinh sửu xong rồi thì qua cái tuổi kỷ sửu ha, kỷ sửu thì 2009 ha. Còn cái tuổi mà sửu lớn đó thì 1949 ha, tuổi đó cũng lớn rồi. Tuổi đó thì năm nay là cũng là 76 tuổi rồi ha, tuổi lớn. Rồi thì tuổi sửu là thích lịch quả ha, thì nó quả sanh thổ, chữ kỷ chữ tân đó, về hàng xét về hàng can thì trong cái tuổi tuổi kỷ sửu quá là trong cái can này thì chữ kỷ là thổ thì thổ sinh kim, sửu thì đương nhiên cái tuổi này á là phải cẩn thận hao tài nha. Tuổi sửu trong cái tháng 6 này nó hao tài, hao tài thì cái tháng 6 là cái tháng mùi tháng sửu thì đương nhiên bây giờ nói chung là xấu nhiều hay xấu ít thôi đó, chứ chúng ta mình cũng mà nó tốt nhiều quá là được là không 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 tốt rồi đó ha. Tại vì mình thường thường mà cái hàng can có thể nói mình hàng can âm mà mình đi gặp cái tháng can âm nữa đó, thì đương nhiên nó cũng bất lợi nữa ha, nó cũng kém nữa. Người can dương thì nó ổn hơn. Rồi kỷ sửu ha, tuổi lớn tuổi phải hơi hao tài cẩn thận về sức khỏe ha. Chữ kỷ thì đại diện bắp tay bắp chân đó, thì đương nhiên là nó hay đau xương nhức mình chạy xe phải cẩn thận dễ té ngã. Còn tuổi trẻ thì tuổi nhỏ cũng vậy ha, còn cái tuổi đi học đó, thì đương nhiên là xài tiền cũng phải cẩn thận, ra ngoài thì nói chung là cũng không nên được quấy phá ha, làm khổ cha mẹ ha. Có những đứa con ra ngoài cái tuổi này cũng gọi là ta nói là tuổi trẻ đó ha, ngựa non mà háo đá đó, đó lúc về đi ra ngoài quậy làm chuyện này chuyện kia ảnh hưởng tới cha mẹ, làm khổ cha mẹ. Thì cái tuổi kỷ sửu này trong tháng 6 cũng kỵ ha, đó, con em của chúng ta cũng phải hết sức thận trọng. Rồi thì qua tuổi mậu kỷ rồi thì tân sửu ha, tân sửu thì tân sửu á, chữ tân can với can nó đồng hành với nhau thì nó không sao á, sửu mùi thì nó đương nhiên nó cũng đã tương xung, mà đương nhiên là bích thường thổ gặp lộ bằng thổ thì ổn á. Thì tuổi tân sửu này trong tháng 6 này xấu ít cũng tốt khoảng cũng là 60% thôi á. Thì cái tuổi sửu này á, tuổi nào á mà tốt lắm á, thì nói chung là từ là 6 điểm là đỡ là trở lại ha, đa số thì cỡ nào nó tại vì hàng chi cũng đã bị xung rồi, nhưng mà cái ngũ hành của nó thì nó đỡ lại ha. Đó, lộ bằng thổ mà mình bích thường thổ thì nó đỡ đó. Thầy cũng chúc mừng vào cái tuổi tân sửu trong cái tháng tháng 6 ha, cũng xấu ít. Rồi thì qua tuổi quý sửu ha, quý sửu thì chữ quý ha, thì đương nhiên là chữ chữ quý sửu thì tan đố mộc ha, tan đố mộc thì đương nhiên cái hạn mà gọi là tới gọi là lộ bằng thổ ha. Thì thổ này á, thì cây này thì nó cũng sống nhờ nước mà cũng nhờ thổ này mà tan đố mộc có chỗ dựa ha, có chỗ đứng được. Thì trong cái tuổi quý sửu này thì trung bình ha, tuổi quý sửu này trong tháng 6 hạn trung bình, cẩn thận lời ăn tiếng nói dễ thị phi ha, đó, dễ mang họa, làm ăn cái gì cũng phải hết sức thận trọng trong cái tháng 7 này đối với tuổi quý sửu. Rồi thì xem về cái tuổi quý sửu này á, là trong cái tháng tháng 6 ha. Đó thì thường thường là sửu mùi nó tương xung ha. Đó, thầy đây cũng có nhiều người phản hồi đó, đó có những người á, là cái tuổi năm tuổi năm thay tế đó, mà tới mà cái tháng á, thầy nói rồi tới một cái tháng mà cái tháng xong cái ngày nữa ha. Cái ngày mà nó xung với mình nó cũng xấu nữa đó. Đó, phải cẩn thận nữa đó. Đó, thầy cũng đã thỉnh linh phù thay tế rồi ha. Nhưng mà
nói ra nó hạn nó cũng vậy đó, nó đứt tay đứt chân nó đứt này này nọ luôn, nhưng mà nó nhẹ là đỡ ha. Chúng ta dẫn nó xấu, cái hạn xấu mà chúng ta xấu nhẹ thì chúng ta nên mừng, chứ chúng ta đừng có cẩn thận hô mà chúng ta bình an hết thì chưa hết năm ha, chưa hết tháng thì phải cẩn thận đó. Nhưng mà nó có bị nhẹ thì đương nhiên mình mừng đi đó, là cái nạn mình nó nhẹ, kiếp nạn mình nó không có nặng đó, là như vậy. Thì trong cái tháng Sửu thì một cái tháng thì nó đã xấu rồi, thí dụ như đầu tháng mà thầy nói mà nó xấu nhiều á thì mà không sao, cuối tháng ổn. Nhưng mà đầu tháng mà chúng ta trước ngày rằm á, nếu mà chúng ta thấy mình ổn, mình mọi việc ổn hết thì coi chừng cẩn thận cuối tháng. Cái gì nó cũng phải có đầu và cái đuôi á, nó ảnh hưởng vậy đó ha. Tại vì cái tiết khí, thầy nói tiết khí. Cái tiết khí thì đương nhiên nó có 15 ngày là tiết khí nó thay đổi ha. Tại vì một năm nó tới 24 tiết khí. Đó. Ví dụ chúng ta vô cái tháng, ủa cái tháng này á, ủa đầu tháng xong mình hên nó, mình có tài quá, sau cuối tháng mình xong là tại qua tiết khí khác rồi. Đó. Trong tử vi thì nó cũng có nam đậu tinh, bắc đậu tinh ha, nó ảnh hưởng đầu tháng cuối tháng, chứ không thể là một tháng mà nó xấu hết một tháng hay là nó hên hết một tháng là không có ha, thì nó không có. Ví dụ tiết khí thì nó là 15 ngày đó là một cái đã tiết khí rồi ha, 7 ngày là thượng trung hạ ha. Nó 5 ngày thì nó lộn, 5 ngày, 5 ngày là thượng ha, tới 5 ngày nữa là trung ha, rồi 5 ngày cuối nữa là hạ, là 15 ngày, 15 ngày tiết khí. Đó, một tháng thì nó có hai tiết khí. Thì đương nhiên cái tiết khí nó thay đổi thì đương nhiên mình cũng phải thay đổi theo. Nó xấu cũng vậy á, nó thêm tiết khí ha. Tiết khí coi là rất là rất là hay đó ha, chứ không phải đâu. Để thầy lật lại cái trong cái tháng này coi tiết khí gì ha, có nó ảnh hưởng cái tuổi nào nhiều nhất ha. Tiết khí. Dở lịch vận niên ha, vận niên. 24. 24 thì tháng này là tháng 6. Tháng 6. Thì thường thường là mất trên đây thì chúng ta nên phản hồi ha, ai có chuyện gì gì á trong cái tuổi đó thì nên phản hồi ai cho thầy biết ha, đó, để thầy cũng nhắc nhở cho những người mà cùng tuổi với mình ha, người ta tránh thì mình cũng được làm một cái phước ha. Nó là như vậy. Thì trong cái tháng 6 á, thì là nó thuộc về tiết khí gọi là tiểu thử ha, tiểu thử. À, tiểu thử. Rồi á, là đầu cuối tháng thì bắt đầu nó qua là lập thu ha, lập thu thượng trong cái tháng 6 tháng 10 đó. Thì từ cái ngày mùng 1 á, là tiểu thử ha, tiểu thử tới ngày mà đại thử ha, đại thử là tới ngày nó qua tới ngày gọi là 23 15. À, tại vì tháng trong cái tháng tháng 6 thì nó thuộc cũng là tháng thiếu ha, nó là vậy. Thì thường thường 6 mùi á, thì thường thầy nói là gì 3 6 9 12 là thổ dưỡng ha. À, thổ dưỡng. Thổ dưỡng thì đương nhiên thì nó cái người mạng kim với như mạng thổ thì đương nhiên nó tốt hơn ha. Nó tốt hơn. Mà thổ quá dưỡng thì đương nhiên là sao? Mộc nó cũng gọi là không đẹp lắm ha. Thổ dưỡng quá đất nó cứng quá ha, thì cây nó cũng không mọc nổi đó, cây mọc nổi là thổ nó dưỡng đó. Đối với thổ dưỡng thì đương nhiên mấy người mang quả thì chúng ta hao tài đó, hao tài trong cái tháng 6 đó. Rồi những cái người mà mạng hưởng lợi nhất là mạng thổ với mạng kim nha, mạng thủy thì nó cũng được ha, mạng thủy cũng được nhưng mà cũng hơi gọi là sao, nó cũng khắc đấy. Nước mà thổ nó dưỡng quá thì sao, nước mình nó ngăn chặn hết, nước mình nó không có chảy đâu được hết ha, đó là như vậy. Rồi thì chung cũng chúc mừng cho cái tuổi Sửu trong tháng 6 phải cẩn thận ha, cũng tương đối là gọi là thường là năm cái tuổi Sửu thì đương nhiên là nó cái tuổi Ất Sửu với là tuổi Đinh Sửu thì tương đối gọi là nó xấu nhiều hơn những cái tuổi khác ha. À, nó xấu nhiều hơn là ba cái tuổi Sửu kia, Kỷ Sửu, Tân Sửu, Quý Sửu, là hai cái tuổi Đinh Sửu với là Ất Sửu là phải cẩn thận trong cái tháng 6. Thầy nhắc lại đó, Đinh Sửu, Kỷ Sửu nha. À, Đinh Sửu với Ất Sửu thì nó lộn như vậy. Rồi thì chung xin chào và hẹn gặp lại bài lần sau nói về cái tuổi tuổi Dần. Chúc mọi người một trong một cái tháng 6 bình an vui vẻ, việc gì cũng thuận lợi,
mà nó có xấu thì nó cũng xấu nhẹ. Rồi thầy cũng xin nói thêm ha, và trong cái từ tháng 7 thầy sẽ gọi là có cái chương trình mà học online ha, học online thì ai có thể là đăng ký thì bắt đầu thầy sẽ dạy online ha, về thứ nhất phong thủy, hai là tử vi ha, phong thủy tử vi đó. Thì lớp thì đương nhiên ai mà thí dụ như chưa biết gì thì xếp theo cái lớp gọi là chưa biết gì, còn cái lớp mà nâng cao hay là lớp mà gọi là chuyên môn hay lớp là thí dụ chúng ta đã coi qua biết lớp số thì thầy đã sắp xếp thì sẽ dạy. Rồi thì chúng xin chào và hẹn gặp lại bài nói lần sau.